Chào các bạn, đây là cái chỗ dừng chân đầu tiên của mình ha. Đây là tiểu bang Wisconsin. Mình đi được 2 tiếng rồi ha. Đi tạm tạm thôi. Giờ vô đây nghỉ mệt. Yeah. Vậy anh đi đâu vậy? Nè, where we going? Rồi nha các bạn. Bây giờ lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Chicago. Phía bên đây. Mấy bạn kéo đi hết. Đây là thành phố. Đẹp quá. Đó là đông. Bảy long weekend July 4 gotta be enjoy. Tao đâu có thắt trời mấy chiếc tàu bự kìa. Mày đang quá à. Mày giàu quá vậy. Ra enjoy nó hưởng ra ngoài đó. Đi anh, đi em gái. Đẹp không em? Dạ. Ủa bánh mì thịt ngon vậy? Còn hai bên hết. Hai bên hết mà không? Cái món gì quên rồi. Điện hả? Ba. Quạt điện.
sáng nay mình check out conference suite nha các bạn. Hôm qua mướn chỗ này ngủ qua đêm, mệt quá rồi ngủ qua đêm. Đó, giờ mình đi ăn sáng rồi mình chuẩn bị lên đường tiếp ha. Giờ là ăn breakfast rồi xong là lên đường. Đêm hôm qua mình ngủ lại tại đây nha các bạn. Kết thúc hành trình ngày đầu tiên ha. Bây giờ ngày bắt đầu hành trình ngày thứ nhì. Bye bye. Đây là chỗ dừng chân thứ nhất của ngày thứ hai. Mình đang ở Ohio. Chừng một tiếng nữa là đi qua Virginia nha các bạn. Nãy giờ thì sáng giờ lái được 4 tiếng rồi ha. Mình cũng còn 7 tiếng nữa. Thì mình sẽ lái từ từ qua Virginia, West Virginia chứ. West Virginia, Virginia rồi vô North Carolina rồi mới đến chỗ điểm của mình ha.
take a slight right turn to merge onto I-64, east toward I-77 south. Bye bye.